Rồi, chào mọi người nha, chào tất cả anh em đồng nghiệp. Rồi nay có quay cái clip này cho anh em xem ha. Thì mẫu máy này là máy lươn ha, chiên lươn, đánh cá vẫn được, nó dặn cao lên thì đánh cá ha. Thì mẫu chiên lươn thì không cần trộn sung nha, nó chỉ đánh lì thôi. Nó chỉ là băm sung thôi. Mẫu máy này là 750 bao ship nha anh em. 750 nghìn. Còn có trộn sung này kia thì 950 bao ship. Ý em nhầm nha. 800 850 nhầm. Rồi mẫu này là 750 bao ship nha anh em. Đó, không có trộn sung. Rồi giờ mình test máy nha. Máy này là của bạn Tú ở ở Châu Phú An Giang nha. Rồi cho vào quay nè. Mình test anh em xem ha, dặn cao nhất là mạnh nhất nè, rất là lực nha, thì đánh lương là khoảng 50% trở lại thôi đó. Để mức thấp nhất ha, về anh em đánh lương cạn rồi anh em nhích từ từ lên nha đó, để khoảng 30-40% hướng 9 giờ trở lại, 90 giờ trở lại thôi đó. Tại đánh lương không cần trộn sung nha, trộn sung mà đánh nó lâu chết như anh em nhắm nhắm vậy nè, nhắm nhắm về luôn bay lên là xía ha, bay xía vẫn đánh cá bình thường nha anh em đó, mà làm cho về anh em đánh rô phi luôn cũng được luôn. Ở rô phi về trên ruộng thì 1 mét nước là lụm hết nha, nói chung là bao tất cả cá luôn, lóc luôn rồi ha, rất là mạnh luôn. Rồi mình test chống chập vợt nè. Đó, nè cái này nó không đụng đó, có bảo vệ đàng hoàng nha, đi về mình đừng có chập vợt nha. Rồi nói chung là hạn chế thôi, mình chỉ test vậy cho anh em xem thôi. 750 bao ship nha anh em, hết tiền nào phải đó thì anh em nhìn thấy máy mình ráp như thế này, 6 phép nhỏ nha, 4 phép nhỏ gì cũng vậy, nói chung là phép thì không quan trọng lắm đâu. Nhiều anh em hỏi phép lớn hay phép nhỏ, mình chủ yếu mình ráp biến ép rồi thôi đó, 6 phép E42, 6 phép E28 thì cũng vậy thôi, tại vì yêu cầu anh em thì đánh nước sâu hơn thì mình làm biến ép bự hơn đó, còn anh em đánh lương đánh cạn thì xài biến ép E28 và nó rẻ tiền hơn nữa à, rồi rồi máy này của bạn Tú ở Châu Phú An Giang nha.